Hình ảnh bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị, trực tiếp cùng lực lượng y tế đưa thí sinh bị gãy chân vì tai nạn giao thông vào phòng thi, được chia sẻ, lan tỏa trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. Sáng 2 tháng 6, các thí sinh tại tỉnh Quảng Trị bước vào làm bài thi môn toán của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Trong sáng sớm cùng ngày, trên đường đến điểm thi tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thí sinh PPDT, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, không may bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy chân. Sau khi được chăm sóc y tế, bó bột tạm thời, em này có nguyện vọng là được dự thi và phụ huynh của em đã cam kết mong muốn hội đồng thi tạo điều kiện cho em được tham gia. Ban chỉ đạo kỳ thi đã đồng ý cho em PPDT dự thi và bố trí phòng thi dự phòng ở tầng 1 tại điểm thi với 2 giám thị. Bên cạnh đó, hội đồng thi cũng bố trí một xe cứu thương với lực lượng y tế túc trực ở điểm thi này. Trong sáng nay, hình ảnh bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị cùng với cán bộ y tế, công an đưa em PPDT vào tận phòng thi đã khiến nhiều người xúc động. Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương thông tin, khi đang chỉ đạo thi tại một điểm trường gần đó, bà nhận được thông tin em học sinh bị tai nạn giao thông và đã cấp tốc đến điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc y tế, thí sinh PPDT tha thiết mong muốn được tham gia dự thi, vì đây là quyền lợi và sự nỗ lực phấn đấu của các em trong 9 năm vừa qua. Hội đồng thi đã xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp với y tế, công an cho xe cứu thương đưa em đến điểm thi. Bà Hương kể, được biết trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, tại tỉnh Quảng Trị có hơn 10.500 thí sinh dự thi với 29 hội đồng thi, trong đó có hơn 560 thí sinh thi vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.